Thương mại điện tử đang ngày càng phát triển. Đây cũng đang là xu hướng tiêu dùng được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái, kinh doanh qua thương mại điện tử cũng đang dần trở nên phổ biến hơn. Mà đặc biệt là tình trạng làm giả các trang bán hàng uy tín của nhiều doanh nghiệp để trục lợi. Mà ngay cả những doanh nghiệp đã đăng ký sở hữu trí tuệ rồi cũng gặp phải tình trạng này. Mới đây, thương hiệu gạo ST25 của doanh nghiệp Hồ Quang Trí lại một lần nữa bị các đối tượng sản xuất làm giả với quy mô lớn tại tỉnh Bắc Ninh. Tại xưởng sản xuất này, lực lượng quản lý thị trường Bắc Ninh và công an tỉnh đã phát hiện hàng chục tấn gạo đang trong quá trình đóng bao bì. Về hình thức bao bì đóng gói, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được. Điều đáng nói là các sản phẩm này đang được bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử, cạnh tranh với hàng chính hãng. Nên tìm hiểu rõ nơi bán uy tín. Thì chúng tôi là có cái trang web chính thức là gaoongcua.com. Ở trên đó, thứ nhất là chúng tôi có bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là chúng tôi có liệt kê hơn 200 cửa hàng tại các quận trên khắp thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh thành khác. Từ 10 đến 20 triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Đây là giá trị những mặt hàng được cửa hàng kinh doanh thời trang cao cấp này bày bán. Theo đại diện của cửa hàng này, vừa qua fanpage của họ bị làm giả. Nhiều khách hàng bị chiếm đoạt toàn bộ tiền hàng. Bắt đầu từ khoảng trước lúc Tết Nguyên đán, tôi đã nhận được một số phản ánh của khách hàng là mua hàng của chúng tôi, chuyển khoản cho bên chúng tôi, nhưng mà người ta lại không nhận được hàng. Sau khi chúng tôi có gặp những khách hàng đó để hỏi xem là chuyển khoản vào đâu, đã chat qua đâu, thì chúng tôi mới phát hiện được rằng là có một fanpage mang y hệt hình dáng của chúng tôi, từ số lượng follow, hình ảnh khách hàng, kể cả những tư vấn, những cái tư vấn y hệt như những gì chúng tôi đã làm hàng ngày về sản phẩm, chỉ khác mỗi là hai số tài khoản mà bên fanpage đó cung cấp thì là không phải là tài khoản của chúng tôi. Điểm đáng nói là khi chưa có biện pháp ngăn chặn, trang giả mạo này vẫn tiếp tục tồn tại và đang có thêm khoảng 10 khách hàng bị lừa mỗi ngày. Tổng số tiền của khách hàng bị thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Mình cứ tưởng là mình chuyển khoản đúng cho bên cửa hàng mình đặt. Nhưng mà sau khoảng 2 ngày thì mình có hỏi các bạn đã gửi hàng cho mình tới Hà Nội chưa để mình qua Hà Nội mình lấy. Thì lúc đấy fanpage đó sẽ chặn cái Facebook của mình ạ. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo trên mạng có thủ đoạn ngày một tinh vi hơn. Việc đăng ký tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ cá nhân giả mạo, tiền chuyển vào tài khoản lập tức chuyển ngay sang tài khoản khác. Thuê chạy quảng cáo các trang Facebook giả mạo để lừa được nhiều người hơn. Do đó, dù thông tin lưu trên mạng xã hội, lý lịch tài khoản chuyển tiền lưu trên ngân hàng, những cơ quan điều tra vẫn khó truy tìm những kẻ lừa đảo này. Những vấn đề này được cho là đều xuất phát từ việc các cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang rất khó khăn để có thể định danh được người bán hàng trên thương mại điện tử, nên là không quản lý được. Từ đó cũng dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn như là thất thu tiền thuế cho nhà nước. Nếu các cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện được việc định danh trên thương mại điện tử thì sẽ là chìa khóa cho vấn đề. Còn nếu không thì vẫn sẽ còn nhiều đối tượng ngang nhiên làm cả kho hàng giả, hàng lậu để bán hàng trục lợi trên thương mại điện tử. 20.000 điện thoại, máy tính bảng, sản phẩm nhái các hãng nổi tiếng như Apple, Samsung, cùng hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo vừa bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội và công an phát hiện và thu giữ tại hai kho hàng rộng hơn 1.000 m² tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ và hàng giả. Những đơn hàng này đã đến và đi ở tại đây. Chủ kho đã xử lý trên hệ thống và cái sự việc đó có dấu hiệu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu và cũng có thể là có dấu hiệu liên quan đến vấn đề thuế. Cho đến thời điểm này thì việc xác minh chủ thật của các gói hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có nguồn gốc xuất xứ như thế này đang gặp rất nhiều khó khăn, bởi trên thực tế thì chủ kho ở đây chỉ có nhiệm vụ là trông giữ hàng và xuất hàng hóa đến các địa chỉ cụ thể của người mua. Và đây là bước cuối cùng trong chuỗi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hiện nay. Lực lượng chức năng cho biết chủ của số hàng này là người nước ngoài, không ở Việt Nam. Việc bán hàng của hệ thống này đều do các đối tượng điều hành livestream từ ngoài biên giới. Khi đã chốt được đơn, hàng sẽ từ kho này chuyển tới người mua hàng ở trong nước. Một người Trung Quốc ở đây là quản lý, giám sát và thuê nhân công. Thì các đối tượng thì móc nối hàng hóa thì sẽ tập kết tại đây và sẽ dựa trên các cái
trang mạng thương mại điện tử để mà có tìm kiếm khách hàng. Các đối tượng cho biết các sản phẩm hàng giả, hàng nhái này có giá trị thật chỉ từ 300.000 đồng, nhưng khi qua các phiên bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, giá trị sẽ nhân lên từ 3 đến 4 lần. Khi bị phát hiện, các đối tượng sẽ xóa và đổi tài khoản liên tục. Hàng trăm nghìn sản phẩm không hóa đơn chứng từ như thế này chính là khoản thất thu thuế lâu nay nhà nước không thu được. Đây cũng chính là mô hình của hàng nghìn các trang bán hàng online hiện nay. Cần phải có sự định danh. Định danh đây chúng ta không phải chỉ định danh một cách đơn thuần là định danh điện tử, mà chúng ta còn phải định danh về cả mặt địa lý thực tế. Hai kho hàng rộng 1.000 m2 đều là hàng có xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ, nhưng bằng cách nào đó vẫn qua được biên giới chót lọt. Theo các cơ quan chức năng, trước kia các kho như thế này thường được đặt ở biên giới, nhưng hiện nay nó đã vào thẳng ngoại thành Hà Nội.